Được rồi, vậy thì sau này chúng ta sẽ cùng nhảy ga ba, được không? Em bị sao vậy? Nhưng mẹ của chị sẽ không cho phép chúng ta chơi với nhau đâu. Vậy làm sao chúng ta nhảy ga ba với nhau? Em đừng quá lo lắng về mẹ của chị. Chắc chắn là hai chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì thôi mà. Em nghĩ là em không còn sống được bao lâu nữa. Em cứ nghĩ mình sắp chết rồi, cho nên em muốn được gặp cháu dâu của mình một lần trước khi chết. Và Ramsey đã giúp em hoàn thành nguyện vọng này. Thằng bé đã làm lễ rước dâu cho Anandi. Bây giờ ở trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà mọi người chỉ đứng nhìn thôi hay sao? Ai đó lấy đồ ngọt cho ba đi chứ. Dạ, con sẽ đi lấy thưa ba. Cháu dâu của ba đang ở đây có đúng vậy không? Dạ đúng vậy. Cháu dâu của ông sao rồi? Dạ con khỏe rồi ông ơi. Ông có mang quà từ nước ngoài về cho con không vậy? Ông xin lỗi, ông không biết là con đang ở đây. Nếu không thì ông sẽ mang rất nhiều quà đến để tặng cho con đó. Nhưng mà bây giờ thì con vui vẻ uống thuốc này đi con. Không sao đâu, con uống hết đi. Nó sẽ hơi đắng một chút đó. Nè. Sô-cô-la. Ôi thần linh ơi, ông làm con tưởng phải uống thuốc chứ. Không đâu, cháu dâu yêu quý của ông, chúng ta đều rất yêu quý con mà. Anandi, mau tới chạm vào chân của ông để nhận phước lành đi con. Thôi thôi, không cần phải làm đâu. Ông nghĩ các vết phòng trên tay của con còn đau lắm. Để lần sau chạm vào ông cũng được. Ông cầu mong cho con luôn hạnh phúc, cầu xin nữ thần phù hộ cho con. Ông rất vui vì có một cô cháu dâu thông minh và đáng yêu sắp được đón về nhà của chúng ta. Nhìn đi, ngay cả ba cũng bị dính ma thuật của nó rồi. Rồi sẽ có một ngày con bé này làm cả nhà phải nghe nó. Không ngọt gì hết. Cháo mặn mà chỉ dành cho người bệnh ăn thôi, chị Kanku. Còn em đâu có bệnh. Nhưng mà mọi người nói là em chỉ được ăn cháo thôi. Em cố ăn hết đi. Nhưng em không muốn ăn. Em không thích cái vị này gì hết. Anandi, em có xem đoạn phim nhảy ga ba mới chưa? Dạ chưa, cho em xem với. Nè xem đi. Ôi thần linh ơi, họ nhảy ga ba đẹp quá chừng luôn nè. Em cũng phải học nhảy như vậy mới được. Xem nè, em ăn hết cháo rồi Anandi. Tụi con đều rất lo lắng cho sức khỏe của bác, bạn gái à. Nhưng mà bây giờ cũng nhờ phước lành của nữ thần Asapura, bác đỡ rồi. Nên con muốn tới xin phép bác cho tụi con về. Nhưng mà sao mà về sớm vậy con? Tụi con bỏ nhà đi cũng khá lâu rồi, cũng phải giải quyết công việc và chuyện học hành của tụi nhỏ nữa. Vậy Anandi cũng sẽ đi luôn sao? Dạ phải, Anandi cũng sẽ về cùng với tụi con. Nhưng mà cũng đã làm lễ rước dâu rồi, sao Anandi phải về lại nhà mẹ ruột chứ?
Thực ra tụi con làm lễ rất vô, chỉ là để hoàn thành tâm nguyện của mẹ thôi thưa ba. Nhưng mà tụi con đều nhất trí với nhau là khi nào tụi nhỏ đủ tuổi rồi thì lúc đó chúng ta mới rước Anand đi về nhà. Dạ. Ôi thần linh ơi, các con đã làm nhiều thứ vì mẹ quá rồi. Cảm ơn các con vì đã nghĩ tới cảm nhận và tâm nguyện của bác như vậy. Cảm ơn con. Nhưng nói cho bác biết, chúng ta đã hoàn thành lễ rước dâu của Anandi rồi, có đúng vậy hay không hả? Giờ nếu Anandi tới ngôi nhà này hôm nay hay ngày mai thì con bé cũng sẽ ở lại đây đúng không? Nếu con bé bắt đầu cuộc sống ở đây từ hôm nay sẽ dễ hơn cho nó đó. Không, dạ không thưa bác. Bây giờ con bé vẫn còn quá nhỏ cho nên... Bác còn chưa gặp mặt con bé đàng hoàng sau buổi lễ nữa. Ba Nu nói đúng đó. Và còn bác, bác cũng chưa chính thức được gặp cháu dâu Anandi của bác. Nên nếu con bé ở lại đây thêm vài ngày nữa thì tốt hơn đó. Nhưng mà... Bác xin các con đó, để cho Anandi ở lại đây thêm vài ngày nữa thôi. Xin các con đừng từ chối. Nếu cả hai bác đều muốn như vậy rồi thì làm sao con từ chối được. Tụi con sẽ gửi Anandi ở lại đây để chơi với bác thêm vậy. Cảm ơn các con nhiều lắm. Anh nói chối em phải không? Không, ba vừa mới nói là sẽ để em ở lại đây, còn ba mẹ với anh sẽ quay về nhà. Nói dối, ba sẽ không bao giờ nói như vậy đâu. Vậy tự em đi hỏi ba đi, mẹ cũng biết chuyện này, mẹ cũng ở đó mà. Ba mẹ không thể nào bỏ em lại đây được, em sẽ đi hỏi ba mẹ. Tôi không biết phải nói sao với Anand đi nữa. Tôi phải nói sao với con bé về chuyện để nó ở lại đây đi. Chúng ta sẽ thuyết phục con bé được mà. Chắc chắn là con bé sẽ vui vẻ ở lại đây với bác Ramsey của nó thôi. Phải, đúng vậy, nhưng mà từ nhỏ tới lớn con bé chưa bao giờ xa chúng tôi hết. Con bé còn không ngủ được nếu không được nắm tay của tôi nữa. Tôi phải làm sao đây? Đến một lúc nào đó mọi thứ cũng sẽ phải thay đổi thôi, đúng không chị? Chị hãy tin tôi đi, con bé sẽ không có vấn đề gì đâu. Nó sẽ vui vẻ và đồng ý ở lại đây thôi mà. Mẹ ơi, mẹ sẽ về nhà bỏ con lại ở đây sao? Kìa Anandi, con yêu à, chị ở lại đây vài ngày thôi mà con. Ở lại đây chơi với mọi người sẽ vui lắm đó. Còn có bà nội, ông nội, mọi người đều yêu thương con. Mà còn có bác Ramsey của con ở đây nữa mà. Với lại con cũng thích chơi với chị Kanku, anh Ziga và anh Goban nữa mà, có phải không? Ở lại đây đi con. Con biết gì không, bác Ramsey nói tất cả mọi người sẽ cùng nhau đi dã ngoại đó. Đi dã ngoại rất là vui luôn. Con còn có thể ăn bánh tráng ngọt nè, ăn kem lạnh nè, ăn những món mà con thích mỗi ngày luôn. Còn nữa nha, con còn được mặc bộ váy mới nữa đó. Mới tưởng tượng thôi mà đã thấy vui đến mức nào rồi, con thấy không? Sau khi chơi xong thì con sẽ được về với ba mẹ của con thôi mà. Có chịu không con? Còn chuyện đi học của con thì sao? Không sao đâu con gái à, chừng nào con về thì cố gắng học chăm chỉ hơn là được rồi. Phải rồi, con trả lời đi, con có chịu ở lại đây với bác không? Dạ con chịu, vì bây giờ con được nghỉ học rồi nên con sẽ lại đây thêm. Con sẽ đi chơi thật vui. Con gái của bác ngoan quá. Nghĩa là Anandi không biết gì về chuyện đó hết sao? Dạ không thưa bác, Anandi chỉ biết là con bé đã được chỉ định trước là sẽ kết hôn với Ziga từ khi còn nhỏ thôi, chứ con bé chưa hề biết gì về hôn lễ lúc nó còn nhỏ. Nhưng sao lại như vậy? Sao mấy đứa lại không nói con bé biết chuyện này chứ?
Mẹ, thực ra lúc đó là vì có vài người ở Depga như bà Cách Vi, bác sĩ và nhiều người trong làng phản đối chuyện tảo hôn. Họ nghĩ chuyện này là một điều sai trái, là vi phạm pháp luật, lạc hậu và không văn minh. Cho nên con phải nói dối mọi người là hôn lễ vẫn chưa được diễn ra. Thưa hai bác, con chỉ muốn nhờ hai bác một chuyện là đừng để cho Anna đi biết về chuyện này thôi, được không hai bác? Nếu không thì một con bé nhạy cảm như nó sẽ bị tổn thương rất nhiều. Được rồi, bác sẽ không nói ra, con bé sẽ không biết. Ôi thần linh ơi, cảm ơn người đã đáp ứng lời cầu nguyện của con. Giờ con đã biết phải làm sao để đối phó với con nhỏ Anandi đó rồi. Đã chuyển đồ vào xe đủ hết rồi anh bạn à. Tài xế sẽ đưa mọi người về Depga. Anandi, con đừng làm phiền bác Sezan nhiều quá, con nhớ chưa? Con phải nghe lời của bác ấy, con phải chăm sóc cho bà nội nữa. Và con nhớ là không được kén chọn đồ ăn, không được nhõng nhẽo hay đòi hỏi hai bác đó. Dạ mẹ, con biết rồi mà, con sẽ làm đúng như mẹ dặn, nên mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ sẽ gọi điện thoại cho con thường xuyên, con nhớ ngoan đó. Chị Ratan à, chị đừng quá lo lắng như vậy. Anandi nó cũng là con gái của tôi mà, cho nên tôi và Anandi sẽ chăm sóc lẫn nhau, có phải không hả con gái? Con. Anandi à, đến đi con. Lại đi con. Con muốn mẹ với ba mẹ con nha. Anandi, Anandi, con muốn mẹ với ba mẹ. Ba mẹ, Anandi, con muốn đi với ba mẹ. Bình tĩnh đi con. Anandi ngoan, không sao đâu con. Anandi à, không sao đâu con. Anandi à. Giờ con nên tập quen dần với nước mắt đi cháu dâu à, vì con còn chưa biết bí mật động trời phía trước đâu. Con có quyền được biết về hôn lễ của con với Ziga, và người cô này sẽ là người được vinh dự nói cho con biết sự thật mà mọi người đều che giấu. Nhưng mà con sẽ chờ thời cơ thích hợp.
Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Mẹ hát ru cho con đi! Con đang nghe đây! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ yêu dấu của con, mẹ biết không? Con nhớ mẹ nhiều lắm đó. Nè, sao mà con lại chưa ngủ nữa? Con không nắm tay của mẹ, con ngủ không có được đó. Đó, con bé cũng sẽ phải rời xa chúng ta thôi ra ta nè. Đây là số phận của một người con gái rồi. Đừng cố gắng giữ con bé quá chặt có được không? Nơi mà anh đi đang ở bây giờ là một nơi an toàn nhất trên thế giới này đối với con bé rồi, có phải không? Con bé sẽ ở đó rất vui vẻ. Có chuyện gì vậy hả con? Anh đi à? Có chuyện gì vậy? Bác ơi bác à, bác ở đây nè. Có bác ở đây con đừng sợ hả? Có chuyện gì mà con khóc? Có chuyện gì vậy con? Sao con la lớn vậy? Và sao lại khóc hả? Con gái à, đừng khóc nữa mà con. Hai bác đang ở đây với con rồi, sao con lại khóc chứ? Chuyện gì hả? Bác ơi, trong mơ con nhìn thấy một người phụ nữ. Nhìn bà ta khủng khiếp lắm. Con phải về nhà với mẹ của con bác ơi. Con gái ơi, bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi mà, chúng ta không đưa con về với mẹ được đâu. Hay là để bác gọi điện thoại cho mẹ con nha. Nhưng giờ chắc mẹ con cũng đã ngủ. Dạ, mẹ con làm việc vất vả lắm, giờ này chắc mẹ đã ngủ mất rồi. Để mẹ ngủ đi bác. Susan, em thấy không, con bé hiểu chuyện lắm mà. Ngày mai chúng ta sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ con nha. Bây giờ thì nín đi con. Ngủ đi. Lại đây, có bác ở đây rồi nè. Lỡ như con ngủ rồi, người phụ nữ đó lại chui vào giấc mơ của con thì sao đây? Sẽ không xuất hiện nữa đâu con. Được rồi, như vậy đi, bác sẽ ngồi ở ngay bên cạnh con đi. Để bác xem thử xem ai dám xuất hiện trong giấc mơ của con, dọa dẫm con gái của bác. Ngủ đi con. Có được không? Vậy nha, ngủ đi. Ngoan, nè, nằm xuống đi con. Ngủ đi em. Ngủ đi con. Ở đây có hai bác thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ngủ đi con. Được rồi, ngủ đi. Ramsey và bác Sezan thương con nhiều lắm, nhưng mà con vẫn nhớ ba với mẹ nhiều lắm. Ba mẹ ơi, con không thấy vui. Ước gì con có thể nắm tay mẹ đi ngủ, vậy thì con mới không gặp ác mộng nữa. Mẹ ơi, mẹ đến đón con về đi. Mẹ ơi. Ra tên. Tối hôm qua canh bé nó có ngủ được hay không vậy hả em? Không được gì hết. Thằng bé nói với em là cả đêm qua nó không có ngủ được. Dù bình thường anh em nó có đánh nhau tới cỡ nào thì anh trai thì vẫn phải luôn thương em gái của mình thôi. Anh đi không có ở đây để chọc ghẹo canh bé thì không có ai cãi nhau với thằng bé.
Vậy thì làm sao nó ngủ được chứ? Vậy anh ngủ có ngon không? Ra ta nè, anh đi làm chuyện này một chút xíu rồi về. Nếu như có chuyện gì cần thì cứ gọi cho anh. Nhỏ anh đi này đòi cả ba và mẹ mình phải ngủ chung với nó. Bởi vì mẹ mình mới không đem nước cho mình. Mà sao cả ba và mẹ đều ngủ chung với nó vậy chứ? Ai gọi chị? Con đừng có quay đầu lại. Để tôi kể cho chị nghe nha. Tôi đang làm tóc cho anh đi. Điện thoại vừa mới reo lên là con bé đã quay đầu lại hỏi ai gọi rồi. Con bé chính là vậy đó. Ôi Thần Linh ơi, là mẹ của con phải không? À, được rồi, con nói chuyện với mẹ trước đi để bắt làm tóc cho. Mẹ ơi. Chào con gái yêu của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết không, hôm qua con mơ thấy mẹ đang hát ru cho con ngủ. Ngay lúc con ra khỏi phòng để tìm mẹ thì con thấy một người phụ nữ. Nhìn từ đằng sau thì bà ta giống mẹ lắm. Mặc bộ đồ cũng giống mẹ. Và bà ta cũng hát giống mẹ luôn, nên con chạy tới ôm. Rồi lúc bà ta quay lại thì con thấy sợ lắm. Nhìn bà ta đáng sợ lắm luôn. Chắc chắn bà ta là một con ma nữ rồi. Ôi Thần Linh ơi, thế lúc đó con sợ lắm có phải không? Dạ mẹ, con thấy sợ lắm, nên con la lớn lắm luôn. Con kêu mẹ mẹ, rồi mọi người đều thức. Anh đi, đó chỉ là mơ thôi mà. Sao mà con đánh thức tất cả mọi người vậy làm gì? Đừng làm vậy nữa nha con. Dạ, nhưng mà lúc đó bác gái bác trai đến ngủ cùng con, nên con không thấy sợ nữa. Mà mẹ biết không, bác trai và bác gái hai người còn ngủ trước khi con ngủ nữa. Cái con bé này nói năng gì kỳ vậy? À đúng rồi mẹ ơi, bà với anh canh bét có nhớ con không? Sao họ lại không nhớ con được chứ? Bà với anh nhớ con nhiều lắm, không quên con được đâu. Con cũng nhớ ba và anh nhiều lắm đó. Mẹ, mẹ nói với anh canh bét là hôm nay con sang thật nhiều kem lạnh. Nhìn nè, bác cũng đã cho con nhiều tiền mua kem rồi. Con gái đã nói chuyện xong chưa? Cho bác nói với, con đi mua kem đi. Tạm biệt mẹ. Con chưa quen đường nên đi gần thôi, nếu không sẽ bị lạc đó. Dạ bác gái. Bác ơi, cho con 3 phần kem lạnh. Thần Goban của bà an toàn rồi. Con nói gì vậy? Chỉ một chút nữa thôi là con làm thần Goban của bà rớt xuống đất rồi. Con đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Nhưng mà bà ơi, thật sự lúc nãy con đi rất cẩn thận, nhưng bà bất ngờ xuất hiện trước mặt con, nên chúng ta mới đụng phải nhau. Làm sao con biết trước là bà sẽ xuất hiện đột ngột như vậy? Mà bà còn mang kính nữa nè, nên bà cũng đâu có nhìn rõ. Xem con bé kìa, đã gây chuyện rồi bây giờ còn dám tỏ thái độ nữa hả? Không biết con bé này là con dâu nhà ai nữa. Đúng là một con bé ngốc nghếch. Ôi Thần Linh ơi, tượng thần Goban của bà đẹp quá đi mất. Nè, cảnh cáo con, đừng có đụng vào tượng thần của bà đó. Bà ơi,
lúc nãy con mới vừa đụng vào rồi. Nếu con không cứu tượng thần của bà thì vị thần tội nghiệp này đã rơi xuống đất rồi. Và bộ phục trang tuyệt đẹp của thần ấy có thể bị bám đầy bụi, có khi còn bị hư bể Im nữa. Im đi, con đừng có nói dớ dẫn nữa, con làm bà thấy phiền quá. Con không còn gì để làm hay sao? Con bé ăn nói vô lễ nè, đi khuất bắt bà đi. Nhưng bà ơi, con đang nói chuyện với bà rất lễ phép mà. Nhưng bà cứ nói con là một đứa trẻ vô lễ, điều đó không hay chút nào. Con tạm biệt bà. Ôi thần linh ơi, bà ấy cư xử thật là khó chịu. Mình thấy mừng vì mình không phải là người nhà của bà ấy. Nhìn con bé xem, nó chỉ mới nhỏ xíu như vậy thôi mà lý sự đủ thứ chuyện trên đời. Một con bé thiếu giáo dục mà. Nếu như con bé là cháu dâu của nhà mình thì nhất định mình sẽ dạy dỗ nó thật là nghiêm khắc. Không nhìn thấy là Anandi vui đến mức nào sao? Chị không cần phải lo lắng cho con bé nữa đâu mà. Tôi mừng là con bé thấy vui ở đó. Anandi là một đứa trẻ vô cùng thông minh và đáng yêu. Đừng có khen con bé trước mặt nó nhiều quá, nếu không là nó sẽ hư hỏng đó. Cũng không cần thiết phải cho nó ăn kem lạnh mỗi ngày đâu chị à. Chị để dành tất cả những khuôn khổ này ở nhà của chị đi chị Ratan. Ở đây con bé được mọi người yêu mến lắm, mọi người trong nhà ai cũng yêu thương nó hết. Và thậm chí nếu nó có hư hỏng một chút xíu thì chị đợi nó về nhà rồi dạy lại cũng được mà. Sao không có ai ở đây hết vậy? Mọi người đâu hết rồi? Bác Ma Đi. Chị Ma Đi tới sao? Đó là giọng của bác mà. Bác Ma Đi đã đến rồi. Có ai ở nhà không vậy? Chị Ratan à, tôi sẽ nói chuyện với chị sau nha. Được rồi, chào chị Sezan. Dạ chào bác Ma Đi. Khoan đã, đợi một chút. Con đứng yên ở đó đi. Chỉ có những người xứng đáng mới được nhìn ngắm thần linh đầu tiên mà thôi. Con tới sau đi ha. Derat, em đâu rồi? Chị gọi em nãy giờ mà em ở đâu vậy? À chị dâu. Thần linh ban phước cho em. Chị dâu, sao chị đến đột ngột vậy? Sao chị không gọi trước? Cái gì chứ, chỉ cần phải xin phép trước mới được đến ngôi nhà này hay sao hả Derat? Hả? Em đối với chị như vậy sao hả? Không đâu chị dâu, ý em không phải như vậy. Nhưng mà... Nhưng là cái gì? Em nói chị nghe đi, nói đi. Con chào bác Ma Đi. Bác chào con. Thực ra ba của con chỉ muốn nói, nếu như bác gọi điện thoại báo trước là bác đến thì ba và con sẽ đi đón bác từ sớm rồi. Ôi bác Ma Đi yêu dấu của con, được gặp lại bác con vui quá. Ôi, đi thần linh ơi, cháu gái yêu của bác, đi qua ly thương yêu của bác đến đây con yêu. Nhân phước lành của thần Goban đi con yêu. Tới đây, thần Goban ngài nhìn xem là ai. Cháu gái yêu của con đến rồi đây nè. Đây không phải là chỗ của con yêu. Con ở trong tim bác. Bác nhớ con nhiều lắm. Sejan, đến đây, nhân phước lành của thần linh đi. Tới đây. Cầu thần linh ban phước lành cho con. Con nhớ là phải luôn làm theo truyền thống của gia đình đó. Bà Ma Đi. Cháu yêu canh cu của bà. Một cô bé gái xinh đẹp giống hệt như mẹ con vậy.
xin thần linh phù hộ cho con được gặp mọi điều hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đến đi cháu yêu, đến đi. Cháu gái yêu quý nhất của bà. Con chào bà Ma đi. Chào bà. Thần linh ban phước lành Gopan. Dạ bà Ma đi ơi. Con không phải Gopan, con là Jiga. Được rồi, phải rồi, Jiga. Chắc là bác đã mệt sau chuyến đi. Bác nghỉ ngơi một lát đi. Season, lấy nước cho bác uống đi. Không không không, bác không đến đây để nghỉ ngơi. Bác muốn gặp mẹ con, cũng đồng nghĩa là em bạn dâu của bác. Các con có lẽ không quan tâm đến bác, nhưng mà bác luôn để ý tới các con. Chính tay bác đã rước mẹ của các con về ngôi nhà này, con có hiểu không? Bác đã thực hiện tất cả các nghi lễ đó. Bác là chị dâu của mẹ con thôi, nhưng mà bác chăm sóc mẹ con giống như mẹ chồng của mẹ con vậy. Đó là truyền thống của chúng ta, Derata. Nó chảy trong máu của nhà này. Nó không phải là một thứ gì có thể mất đi theo thời gian. Ôi thần linh Banu, nhìn xem em kìa. Sao em lại yếu như vậy hả? Có phải con dâu em không chăm sóc em đàng hoàng? Con ăn hết mọi thứ và không cho mẹ chồng ăn, có đúng không? Còn Banu à, em đó, em vẫn chưa học được cách làm mẹ chồng đúng không? Nhìn mặt bà ấy mà xem, không còn chút sinh khí nào hết. Thôi bỏ qua đi, em sẽ gặp rắc rối nếu cứ phải dạy dỗ con dâu. Nghe nè Diwali, đến đây cháu yêu, đến đây với bác. Trước hết con giúp bác giữ tượng thần Gopan đi. Đây nè. Bây giờ chào chị đi. Sao em có thể cúi xuống trong tình trạng này? Chúc sức khỏe Banu. Cầu xin thần Gopan cho em được sống lâu. Sao vậy Banu? Chị đã giao lại mọi thứ trong gia đình này cho em và rời đi, nhưng em lại dứt bỏ chị như cách người ta dứt bỏ một con ruồi trong ly sữa như vậy đó hả? Không, không. Không gọi điện, không tin tức. Thậm chí khi cả nhà em rời khỏi nơi ở của tổ tiên và đến một ngôi nhà mới, em cũng không nói với chị một tiếng. Phải, chị đã phải hỏi thăm hàng xóm của em để tìm được đến nơi này đó. Và bây giờ khi chị ở đây rồi, chị không thấy ai có vẻ là chào đón chị hết. Ngoài trừ hai người, Diwali và Kanku yêu quý của chị, chúng đúng là những đứa trẻ ngoan. Những người còn lại thì chắc đang nghĩ bà già này đã chết mất xác ở đâu rồi. Được rồi, tốt thôi, cả nhà cứ làm lễ hỏa táng cho chị và kết thúc chuyện này luôn đi ha. Kìa chị dâu, chị dâu à, chị đang nói gì vậy chứ? Được rồi, cứ vậy đi Derat, cứ vậy đi, cứ vậy. Bác Ma đi à, bác muốn làm mắng gì tụi con cũng được hết, nhưng trước tiên bác hãy ngồi xuống nghe con nói chuyện trước đã. Bác Ma đi, nhiều năm rồi bác đã không đến thăm con, và có nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó. Sao hả? Cả nhà đang giấu chị chuyện gì? Không có ai nói với chị chuyện gì vì chị không có mặt ở đây. Nhưng bây giờ chị đã có mặt ở đây thì còn đợi gì nữa? Kể tất cả cho chị nghe đi, mau nói đi. Bác
ơi, mất bao lâu để làm đông kem lạnh vậy bác? 5 phút thôi con gái. Xin nhanh lên giúp con đi bác. Con đã mua kem lạnh của bác rồi, nhưng con với một bà kia đụng phải nhau và tượng thần của bà ấy suýt rơi xuống đó, con đã kịp chụp lại nó. Vậy mà bà ấy còn la con thậm tệ, kem lạnh của con cũng bị rơi mất. Bác nói thử xem, bà ấy cư xử như vậy có đúng không? Làm vậy là sai rồi. Phải đó bác. Mẹ con luôn nói, nếu con làm điều tốt cho ai đó thì con sẽ nhận được điều tốt lành. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, kem của con rơi mất, còn con thì bị la. Ở nhà con cũng nói nhiều vậy đó hả? Con nói nhiều quá sao bác? Phải, nhưng nghe cũng vui tai. Nè, kem lạnh của con xong rồi, muốn lấy mấy kỳ? Con mua hết chỗ tiền này nè bác. Được rồi. Con cầm đi. Bà già thô lỗ đó đã khiến mình rơi mất mấy cây kem, và còn trễ nữa chứ. Bác Seijan chắc đang tự hỏi là Anandi đã đi đâu. Mình phải nhanh lên thôi. Jiga đã kết hôn, và thậm chí không ai thèm nói với chị. Ôi thật cô ba ơi, ban cho chúng một ít não đi. Lạnh không? Con còn dư 3 cây kem ngon lành nè. Con đang làm gì ở đây? Bà đang làm gì ở đây? Nèo con bé ngốc nữa. Bà kêu con là con ngốc nữa rồi. Con không giống như bà nghĩ đâu, con rất thông minh. Và bà đang làm gì ở nhà bác con? Nè Anandi, con à. Bác ơi, bà ấy là người rất thô lỗ. Tên bà ấy chắc là Quý Bà Khó Tánh đó. À không, khó tánh còn chưa đủ, bà ấy chắc là phải tên Quý Bà Cai Nghiệt mới đúng. Ngừng lại đi con, đủ bác rồi. Bác không biết đâu bác, khi con mua kem lạnh thì đột nhiên bà ấy xuất hiện trước mặt con. Con với bà ấy đụng phải nhau, đó là lỗi của bà ấy. Vậy mà bà ấy còn la con. Con đã cứu tượng thần của bà ấy khỏi rơi xuống đất, và bà ấy nên cảm ơn con. Nhưng mà không, bác đừng nói chuyện với bà ấy nha bác. Đừng có ai nói chuyện với bà ấy hết. Bà ấy đúng là Quý Bà Cai Nghiệt. Anandi, Anandi, đủ rồi, con im lặng đi có được không? Con còn chưa biết bà ấy là ai mà. Bà ấy là bác của bác. Bà ấy là người lớn nhất trong nhà của mình. Bà ấy thậm chí còn lớn hơn ông. Bà ấy là chị dâu của ông. Đây đúng là một sự kiện bùng nổ đáng mong đợi nhất mà. Bác Ma Đi sẽ trở thành một thảm họa lớn của Anandi. Đúng là chuyện tốt cho mình. Bác Ma Đi à? Con bé là con dâu của con. Đây là Anandi đáng yêu của con. Là thảm họa. Ramji, con bé Anandi này lại chính là con dâu của nhà mình sao? Con không tìm được ai khác nữa hả? Ôi thật Goban ơi. Ôi thần linh ơi. Con không biết bà. Con xin lỗi. Phải rồi. Đầu tiên là con sỉ nhục bà, rồi bây giờ con xin lỗi bà. Bây giờ con xin lỗi thì có ý nghĩa gì hả? Bác Ma Đi, con bé chỉ là con nít thôi mà bác. Con bé chưa từng gặp bác trước đây, nên nó mới phạm lỗi này. Xin bác hãy bỏ qua. Anandi,
tới chạm vào chân bà và xin phước lành đi con. Thôi khỏi đi, không cần đâu. Nè, ê, thôi. Con đang chạm vào chân của bà bằng đôi tay dơ bẩn đó hả? Anh đi, đứng lên đi con. Con có bị đau không hả? Đứng lên đi con, chậm thôi, từ từ. Bác làm gì vậy hả? Bác mà đi làm những gì bác cần làm hả? Nó đang chạm vào chân của bác với đôi tay dính đầy kem lạnh đó. Con không tìm được đứa con gái nào khác trên đời cho con trai của con xong. Vậy thì bà cứ nói, rồi con sẽ đi rửa tay rồi mới chạm vào chân bà. Chứ sao bà lại xô con mạnh như vậy chứ? Con cũng gàn lắm đó, sao con dám hỏi dặn bà như vậy? Ba mẹ con không dạy con cách cư xử và cách tôn trọng người lớn tuổi hay sao hả con gái? Nó chỉ là một đứa con nít thôi mà bác. Nó không thể nào hiểu hết những điều này đâu. Nó không chỉ là một bé gái nữa Ramsey à. Nó là con dâu mà con đã cưới về nhà này. Mẹ của bác con đang không được khỏe, nên là bà ấy muốn gặp mặt của con. Bà ấy muốn con và Ziga chơi trò gia đình với nhau đó. Chúng ta chỉ giả vờ thôi con à. Nhưng đó chỉ là... Này, anh đi. Để bác dẫn con đi rửa tay, chúng ta đi thôi. Bác mà đi, cho dù anh đi là con dâu trong nhà, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con nít thôi mà. Làm sao con bé biết về truyền thống của gia đình mình? Vậy sao con lại cưới con bé đó về làm gì? Hôn lễ xong rồi, bây giờ con bé là con dâu của nhà này đúng không? Bây giờ con bé nên được học và làm theo mọi truyền thống của gia đình này. Đó là điều không thể thay đổi được, không được viện bất cứ lý do nào hết. Con bé đó đã đẩy bác, rồi sau đó nó còn dám cả gan nhìn chăm chăm vào bác như vậy và nói: kìa bà có đeo kính rồi mà, bà không nhìn thấy con sao? करना ठाकुर जी, इतने बड़े महल में आपके लायक कमरा ही नहीं मिल रहा है। वैसे एक कमरा है माणिबा, वो वाला। ये जिगर का कमरा है? ये मेरा कमरा है। हाँ मारा ठाकुर जी, ये कह रहे हैं यही पे रहूंगा मैं, यही मेरा गोकुल और यही मैं बसूंगा।